thưa quý khán giả, Ngày hội Văn hóa Thể thao Đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hàng năm là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tạo không khí vui tươi và giao lưu văn hóa trong cộng đồng. Năm nay, Ngày hội Văn hóa Thể thao Đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long được tổ chức tại huyện Vũng Liêm vào dịp đón Tết Chon Thờ Nam Thơ Mây. Tạp chí Văn hóa Văn nghệ hôm nay ghi nhận việc chuẩn bị của các đơn vị đang sẵn sàng đến với ngày hội cộng đồng. Phóng viên tạp chí cũng có cuộc trò chuyện cùng ông Phan Văn Giàu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Vĩnh Long, Phó trưởng ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao Đồng bào Khmer Vĩnh Long năm 2015 về ý nghĩa ngày hội và việc bảo tồn văn hóa Khmer Nam Bộ. Sau cùng sẽ là câu chuyện nghệ thuật âm nhạc Khmer truyền thống vẫn đang được các nghệ nhân địa phương lưu giữ và truyền lại cho thế hệ tiếp sau. Bây giờ, kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình hôm nay. Ngày hội Văn hóa Thể thao Đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long lần thứ 6 năm 2015 sẽ được tổ chức tại Chùa Hạnh Phúc Tăng, huyện Vũng Liêm trong 2 ngày 11 và 12 tháng 4 năm 2015 với sự tham gia của 5 đơn vị địa phương gồm huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, thị xã Bình Minh và trường dân tộc nội trú Vĩnh Long. Có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao được tổ chức như triển lãm văn hóa truyền thống Khmer Vĩnh Long, đồng bào Khmer Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới, liên quan nghệ thuật quần chúng Khmer, hội thao và các trò chơi dân gian, vân vân. Là đơn vị chịu trách nhiệm về việc trưng bày hình ảnh tư liệu thuộc hai chủ đề triển lãm, công tác chuẩn bị đã được Bảo tàng Vĩnh Long lên kế hoạch từ đầu năm. Dự kiến có 80 hình ảnh tiêu biểu của văn hóa Khmer Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long sẽ được trưng bày, sưu tập từ nguồn ảnh tư liệu do bảo tàng thực hiện và do người dân hoặc các địa phương đóng góp. Liên hoan nghệ thuật quần chúng Khmer 2015 sẽ có nhiều tiết mục như múa trống sa dâm, èo dây, hòa tấu nhạc ngũ âm, trích đoạn dù kê đang được các đơn vị chuẩn bị ráo riết cho ngày hội. Năm nay, đội dân nghệ Khmer huyện Tam Bình tham dự ngày hội với gần 30 thành viên và trình diễn 5 tiết mục bao gồm đơn ca, song ca, hát và dây lâm leo, dù kê, sân khấu hóa lễ cưới và biểu diễn trang phục truyền thống. Mấy tuần nay, đội luyện tập với sự hướng dẫn của Trung tâm Văn hóa huyện Tam Bình. Do các thành viên trong đội hầu hết đều làm nông, lại là mùa xạ lúa, nên cả đội chỉ có thể tập với nhau từ khoảng 6 giờ chiều đến 10 giờ tối. Dù vậy, tất cả các thành viên đều quyết tâm cao, cố gắng mang niềm vui và vinh dự về cho huyện nhà. Cũng như năm ngoái, đây là lần thứ hai em đã tham gia Đại hội Văn hóa Thể thao Đồng bào dân tộc Khmer. Mỗi năm cũng vậy, em đều háo hức và rất là vui để chuẩn bị cho những tiết mục mà mình tham gia. Năm ngoái thì không có chuẩn bị kỹ được, thì năm nay thì diễn ra cũng suôn sẻ. Em thì tham gia những tiết mục như là múa truyền thống, múa à dây với đi thời trang. Mong muốn là đoàn mình sẽ được giành nhiều giải, không phải là giành nhiều giải để mà mình vui, mà giành nhiều giải để mình chứng tỏ là cái văn hóa của mình nó vẫn còn phát huy, với chứng tỏ cho người dân địa phương ở đây là ủng hộ cho con cháu của họ, như là mấy lớp trẻ sau này cũng đi theo con đường tại để bảo vệ văn hóa bản sắc dân tộc của mình. Trường dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long cũng đã huy động gần 50 em học sinh, chủ yếu thuộc hai khối lớp 10 và 11, tham dự ngày hội văn hóa thể thao đồng bào Khmer Vĩnh Long 2015. Do các em đều ở nội trú nên từ việc tuyển chọn tập hợp đến tập luyện đều thuận lợi. Sau thời gian lên lớp và tự học, các em dành khoảng 2 tiếng buổi chiều hàng ngày để tập luyện cùng nhau. Ngoài văn nghệ và nấu ăn đã là thế mạnh, năm nay trường đầu tư luyện tập nhiều cho các hoạt động trong hội thao, cụ thể là bóng đá, bóng chuyền và đẩy gậy. Em tham gia hội thao này được 2 năm. Năm trước thì em tham gia với bộ môn văn nghệ và bóng đá, thì năm nay em cũng tham gia lại hai bộ môn đó và em rất vui khi được tham gia ngày hội. Khi tham gia ngày hội thì em được giao lưu, được vui chơi, được học hỏi và được kết bạn với rất nhiều người. Em rất là vui. Trong trường thì đơn vị trường thì cái lực lượng tại chỗ, cái thứ nhất là tập luyện thì rất là dễ dàng, nhưng cái hạn chế về văn nghệ thì hạn chế về kinh phí, do đó là cái phần thuê mướn để mà đạo diễn về
thì có giới hạn là lực lượng nhà rồi năng khiếu của học sinh. Còn về thể thao thì các em là cái mạnh nhất đó là môn đẩy gậy nam nữ các hạng cân và cái điền kinh. Nhưng mà năm nay thì môn điền kinh thì ban tổ chức không có tổ chức, thành ra là chỉ cái môn thể thao. Còn cái môn ẩm thực thì là thế mạnh của trường, thì nói chung là năm 2014 thì trường đạt giải nhất, hay giải nhất cái là môn ẩm thực, và được tỉnh chọn đi thi Hậu Giang, giờ được rồi ở cấp đồng bằng cũng đạt giải A. Thì năm nay thì cũng hy vọng là môn ẩm thực để cho cán bộ công viên là thể hiện cái tài năng học hỏi, thứ nhất là cọ sát, thứ hai là học hỏi thêm nhiều hơn. Hy vọng năm nay trường tham dự cái ngày hội, thứ nhất là gặt hái được thành công, thứ hai là học hỏi kinh nghiệm các đơn vị bạn nhiều hơn. Các hoạt động của ngày hội được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho đồng bào Khmer và bà con trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong đời sống, trong lao động sản xuất và cùng vui chơi giải trí nhân dịp đón Tết Chon Chanam Khmer. Qua đó phát huy hơn nữa tình đoàn kết gắn bó lâu đời giữa các dân tộc, góp phần phát triển văn hóa dân tộc giàu bản sắc và chung tay xây dựng quê hương. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của những đơn vị tham gia, ngày hội sẽ được đón nhận nồng nhiệt trong những ngày cuối tuần này. Thưa quý khán giả, năm nay là lần thứ 6 Ngày hội văn hóa thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long được tổ chức. Đây là dịp để đồng bào Khmer trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, sinh hoạt cộng đồng, vui Tết Chon Chanam Khmer truyền thống. Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với ông Phan Văn Giàu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Vĩnh Long, Phó trưởng ban tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao đồng bào Khmer Vĩnh Long năm 2015 về ý nghĩa của ngày hội đối với việc bảo tồn và phát triển văn hóa Khmer tỉnh nhà. Đầu tiên xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian tham dự chương trình tạp chí văn hóa văn nghệ của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, Ngày hội văn hóa thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long 2015 có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu phát triển văn hóa của tỉnh nhà? Mục đích chúng ta tổ chức cái này là tiếp tục thực hiện các cái chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đối với đồng bào Khmer nói riêng. Ở tỉnh Vĩnh Long chúng ta thì trong những năm qua thì Ủy ban tỉnh đã có chủ trương là hàng năm chúng ta đều tổ chức cái ngày hội văn hóa thể thao với đồng bào Khmer luân phiên ở các cái huyện có đông đồng bào Khmer sinh sống. Và như chúng ta biết, cái việc mà tổ chức cái ngày hội văn hóa thể thao Khmer nó sẽ có gồm nhiều cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trưng bày triển lãm nhằm giúp cho đồng bào có một cái sân chơi, mà đặc biệt là chúng ta chọn vào cái thời điểm cái ngày hội Chon Chanam Khmer. Và như chúng ta cũng đã biết thì văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nó như là mục tiêu và là động lực để phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy chúng ta tổ chức tốt cái hoạt động của ngày hội, nó sẽ có ý nghĩa tác động rất lớn, không chỉ đối với đồng bào Khmer mà đối với các cái dân tộc khác cùng sinh sống trong địa bàn của tỉnh chúng ta, cùng chung sức xây dựng cái quê hương mình càng giàu đẹp. Thưa ông, điểm mới của ngày hội năm nay so với những năm trước là gì ạ? Có thể nói là năm nay chúng ta tổ chức các cái hoạt động ngày hội thì nó cũng cơ bản được gồm 4 nội dung cơ bản. Trong đó là nó có thi đấu thể thao, có biểu diễn nghệ thuật, có triển lãm thành tựu và có cái liên hoan ẩm thực. Tuy nhiên là trong từng cái nội dung thì hàng năm chúng tôi cũng đều nghiên cứu để đưa vào những cái nội dung mới trong từng cái hoạt động. Ví dụ như là trong cái liên hoan ẩm thực thì ngoài cái việc mà ví dụ như chúng ta chọn những cái món ăn đặc sắc để chúng ta dự thi, thì năm nay chúng tôi cũng đã có cái đề nghị là trong cái hội thi là chúng ta sẽ có cái phần làm một cái món bánh dân gian của người Khmer mà được sử dụng trong các cái dịp lễ hội hoặc là trong cái đời sống ngày thường của bà con Khmer, để nhằm khôi phục lại những cái loại bánh đó. Cái thứ hai nữa đó là trong quá trình chấm điểm thì năm nay chúng tôi có điều chỉnh, tức là trong cái nội dung chấm các cái ẩm thực của bà con Khmer thì năm nay chúng tôi lại tập trung là đi vào nâng cái điểm cái phần thuyết trình của các cái đội lên, hay là trên lĩnh vực nghệ thuật quần chúng Khmer cũng vậy, thì nó cũng có những cái điểm mới là ngoài cái việc mà chúng ta tổ chức một cái chương trình ca múa nhạc đó, thì chúng tôi đề có trong cái điều lệ thì nó có là điều là năm nay bắt buộc các cái đội tham dự đó thì chúng ta phải có một cái
sân khấu hóa, một cái phần sân khấu hóa về một cái lễ hội dân gian hoặc lễ hội truyền thống của bà con Khmer. Là chúng tôi hôm nay cũng tập trung cái điểm chấm thi là chúng tôi cũng đề nghị là các cái giám khảo phải chú ý là chúng ta chấm ưu tiên cho những cái tiết mục tự biên mà nó đạt chất lượng tốt, đặc biệt là cái chủ đề về xây dựng nông thôn mới. Cái thứ hai nữa là trong lĩnh vực đó thì chúng tôi cũng có chú ý là để khuyến khích bà con chúng ta, các diễn viên thì nên trình diễn là song ngữ, mục đích là để gì cũng giữ gìn và bảo tồn cái ngôn ngữ của bà con trong quá trình mà trình diễn cái nghệ thuật. Thưa ông, thời gian vừa qua công tác bảo tồn văn hóa Khmer đã được chúng ta quan tâm như thế nào? Chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh thì ngành văn hóa thể thao du lịch cũng rất quan tâm đến vấn đề là về cái xây dựng cái đời sống vật chất và tinh thần cho bà con Khmer. Cụ thể là thể hiện trên một số mặt, ví dụ như là hiện nay thì ở Vĩnh Long chúng ta nó có 13 cái chùa Khmer. Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu lập hồ sơ rồi trình cấp có thẩm quyền cũng đã công nhận được 4 cái di tích chùa Khmer là cái di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Và qua đó thì chúng tôi cũng đã đầu tư là đã tham mưu cho ủy ban tỉnh để trùng tu tôn tạo lại các cái chùa Khmer này. Rồi ngoài ra thì chúng tôi cũng đã đầu tư trang bị ví dụ như là các cái loại nhạc như là dàn nhạc ngũ âm, là trống sa dâm hay là tivi hoặc là các cái phương tiện nghe nhìn khác cho các cái chùa Khmer để tạo điều kiện cho bà con Khmer có cái điều kiện, cái trang thiết bị để tổ chức các hoạt động. Còn về lĩnh vực bảo tồn văn hóa phi vật thể đó, về mặt tinh thần đó, thì có thể nói là thời gian qua thì như là chúng ta biết đó, là 5 năm qua rồi là chúng tôi đều có tổ chức cái ngày hội văn hóa thể thao với đồng bào Khmer để mà tạo điều kiện cho bà con mình mà có cái điều kiện giữ gìn phát huy các cái loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống. Thì thời gian qua chúng tôi cũng đã mở nhiều cái lớp cho các cái bà con người Khmer, ví dụ như là lớp múa trống sa dâm nè, rồi các cái lớp sử dụng các loại nhạc cụ của bà con Khmer, hoặc là mở là các cái lớp mà trình diễn về cái loại hình nghệ thuật dù kê của bà con Khmer, qua đó để cho cái thế hệ các bạn trẻ là người Khmer đó, có thể tiếp cận cái loại hình nghệ thuật này, rồi chúng ta có thể phát huy trong thời gian tới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý khán giả, văn hóa Khmer Nam Bộ rất đa dạng với những loại hình nghệ thuật truyền thống mang đặc trưng riêng như nhạc ngũ âm, hát rô băm, hát dù kê, các điệu múa Khmer độc đáo. Vào những dịp lễ hội, người Khmer lại qua mình cùng những bài quà tấu của dàn nhạc ngũ âm xem múa trống sa dâm độc đáo. Đây được xem là món ăn tinh thần nhiều ý nghĩa của lễ hội văn hóa Khmer. Với người Khmer, âm nhạc là kết tinh của truyền thống dân tộc, tinh thần sáng tạo miệt mài, là món ăn tinh thần không thể thiếu vào dịp lễ hội. Đi cùng thời gian, nhiều thế hệ người Khmer vẫn cùng chung tay gìn giữ tinh hoa âm nhạc truyền thống, những giá trị nghệ thuật độc đáo từ bao đời. Nghệ nhân Thạch Đường sinh ra và lớn lên tại xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Yêu âm nhạc từ thuở nhỏ, năm 19 tuổi, ông có dịp theo học một nghệ nhân ở gần nhà, chuyên sử dụng đờn cò và đờn gáo. Hai năm miệt mài cần mẫn bên thầy, niềm vui chưa trọn vẹn thì thầy mất. Kế nghiệp người xưa, ông quyết tâm tự học, đồng thời bổ sung thêm kinh nghiệm của bạn bè trong nghề. Năm ấy còn nhỏ, thấy ông già bà già đi chùa, thấy ông chơi cái nhạc cụ này nè, rồi thích. Rồi cũng về nhà cái làm cái đàn cò kéo như là kéo tầm bảy bả vậy thôi. Rồi từ từ mới như là nó mình biết cái bản nhạc nào đó kéo theo từ từ cũng được ba mớ thôi. Rồi tới sau này thì cũng như là có ông thầy tôi, ông cha này nè, thấy ổng biết rồi tôi mới đam mê quá. Ở nhà chịu không nổi, cứ thích thì mới đi xin ổng học hỏi. Với tình yêu nghệ thuật, ông thành lập đoàn hát dù kê để tham gia phục vụ vào những dịp lễ Tết, hội thi liên quan. Đoàn hát của ông Thạch Đường không thu lợi nhuận, chủ yếu là chơi giúp vui và duy trì gìn giữ nghệ thuật Khmer. Đoàn hát duy trì được hơn 4 năm thì phải giải thể vì khó khăn kinh phí, nhưng với lòng yêu nghề,
nghệ nhân Thạch Đường vẫn duy trì một nhóm nhạc nhỏ, chơi nhạc lễ cưới cho đến nay. Nghệ nhân Thạch Đường có khả năng trình diễn các loại nhạc cụ như đờn cò, đờn gáo, đờn khung. Ngoài ra, ông có khả năng dàn dựng hát dù kê, hát a dai. Đây là thành quả của quá trình không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và sáng tạo cùng niềm đam mê âm nhạc. Năm 2000, ông bắt đầu sáng tác nhạc. Tính đến nay, ông đã có hơn 20 bài hát ca ngợi quê hương đất nước, niềm tự hào về đất Vĩnh Long, về cuộc sống thanh bình vui tươi của người Khmer. Trong số đó, có nhiều bài hát đạt giải A tại các ngày hội văn hóa thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long qua các năm như Đóa Hoa Dân Bác, Nhớ Ơn Đảng, Hạnh Phúc Ngàn Năm. Ông cũng vinh dự được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa thể thao du lịch, danh hiệu tác giả xuất sắc, sáng tác bài hát tốt. Ông được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Vĩnh Long đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Không chỉ giỏi nghề, nghệ nhân còn truyền lửa đam mê cho các con mình. Bốn người con của ông đều có những kỹ năng cơ bản như hát, sử dụng nhạc cụ truyền thống của người Khmer. Những ngày cận Tết Chon Chon Nam Thơ Mây, niềm vui âm nhạc trong gia đình này càng rộn ràng hơn. Nhiều năm qua, ông luôn là nòng cốt cho nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ của người Khmer tại địa phương, truyền nghề cho nhiều người trẻ. Tham gia ngày hội văn hóa thể thao đồng bào Khmer năm nay, ông dàn dựng hai tiết mục, một bài hát do ông sáng tác và một bài hát a dài. Hát a dài thường được biểu diễn trong các dịp như Tết Chon Chon Nam Thơ Mây, Sen Don Ta. Thường là một đôi nam và nữ đứng hát đối đáp với nhau, thể hiện không khí vui tươi trong cuộc sống. Một đời sống trọn với đam mê, người nghệ nhân này dành hết tâm huyết của mình cho ước mong giản dị, giữ gìn âm nhạc Khmer. Bây giờ tôi cũng dẫn cho con cháu nó học để nó kéo truyền lại một mớ đảng mình cho sau này nó biết gì ta. Không dạy, không truyền đó, sau này mất, không còn. Vì nhạc nó không thích, ít có người thích. Thành ra truyền cho nó để mà nó truyền nối qua ngày sau, có thể nó được lâu dài. Chúng tôi về thăm chùa Hạnh Phúc Tăng tại huyện Vũng Liêm, địa điểm sẽ diễn ra ngày hội năm nay. Trước hiên chùa, đội nhạc ngũ âm trống sa dâm của huyện đang tập luyện. Đội nhạc mới thành lập năm 2014, thành viên là các em học sinh cấp 1 và cấp 2 người Khmer theo học tại thị trấn Vũng Liêm. Đây là công sức và tâm huyết của nhiều người. Mình sợ một mai kia nó mai mục, mất đi cái truyền thống, cái nét đẹp của văn hóa dân tộc. Đó. Trong đó là sau đó là trung tâm văn hóa có đề nghị khơi lại những cái bài đó. Hơi khó khăn vì cha mẹ bé cũng chưa có hiểu về âm nhạc đó, rồi cũng hơi lưỡng lự. Đó thì trong cái lòng của tôi thì nói là quyết tâm phải cho mấy bé đi học mới được. Đó, sau đó thì đến tại gia đình, đến từng gia đình để vận động, vận động cha mẹ bé, rồi thấy bé cũng có khiếu để đánh, để chơi nhạc. Đó. Cho nên là đi vận động gia đình và vận động bé. Chúng tôi chơi là bắt đầu hồi năm là 76. Thấy thì tôi bây giờ cũng già hết rồi. Bây giờ nếu mà không có dạy mấy đứa nhỏ thì sau này uổng lắm. Thì coi như là sợ không có ai nói tiếp. Thành ra tôi cũng ráng cố gắng coi như là làm sao dạy được mấy đứa nhỏ cho nó phục vụ được, để dành mà nó phục vụ ở trong chùa hoặc là trong khu sốc. Thấy nó học được, nó cố gắng nó học thì chú rất là mừng, coi như là hãnh diện lắm. Ban đầu vô bỡ ngỡ cho học. Học một thời gian nó gành, nó nhuyễn như tay đó mới học gành mau được. Đầu tiên mình dạy mình cầm tay, mình chỉ từ nốt từ trái. Chỉ nào hết bản rồi nó gành cho nó đánh một mình. Nhà đứa trẻ được nó gành biết như mình cũng mừng. Dàn nhạc ngũ âm được cấu tạo từ 5 chất liệu chính là đồng, sắt, da, gỗ và hơi. Thường được thể hiện từ 7 đến 9 loại nhạc khí. Bộ 7 nhạc khí thường có, bộ trống lớn có 2 cái, một trống nhỏ, đàn sắt, đàn thuyền, đàn thùng và cồn. Âm thanh của dàn ngũ âm quen thuộc là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi dịp lễ hội truyền thống. Giữ gìn nhạc ngũ âm cũng là lưu giữ nét văn hóa độc đáo của dân tộc Khmer.
chơi nhạc thành thạo như hôm nay là kết quả của thời gian tập luyện. Sau thời gian học ở trường, mỗi tối từ 6 giờ đến 8 giờ, thầy trò lại quây quần bên nhau, say sưa cùng tiếng nhạc. Lúc đầu là vô người ta quýnh được mà con quýnh không được, cái khúc sau vô con nghe cái con quýnh theo được. Khi con đánh được rồi thấy vui. Con thích mấy bài nhạc này, thích quýnh ngũ âm. Mới đầu vô thì quýnh tay còn rung, quýnh chưa có chuẩn. Rồi khúc sau thì quýnh nó mới nghe âm thanh nó nghe hay hơn. Rất là vui khi mà học được như vậy. Nắm vững kỹ năng chơi nhạc ngũ âm, các em còn thuần thục nghệ thuật múa trống sa dầm. Loại hình này dành riêng cho dịp lễ, mang ý nghĩa may mắn, vui tươi, trang trọng như mừng khánh thành, chịu tuổi, dân y, dân dân. Nhạc cụ phục vụ cho tiết mục múa sa dầm thường có từ 4 đến 6 cái trống sa dầm kết hợp với chiêng, chuẩn chòe và gõ sên. Trong đó chiêng giữ vai trò hiệu lệnh, định nhịp cho bài múa. Nó là cái bộ môn của dân tộc mình phải giữ. Con thích con chơi. Khó, nó cực lên múa sa dầm. Con đánh nó chổi với trống, mới đầu là đánh không được, sau tập đánh mới được. Còn đánh bên ngũ âm thì tập dần dần quen, nó không có khó bằng múa sa dầm. Con tham gia này là vì nó là điệu múa của dân tộc mình, vậy con có niềm đam mê. Có nhiều cái khó, uống tay rồi ngã người ra làm sao, rồi cong người đập, nhiều cái lúc con có trúng tay nữa. Đau lắm mà phải cố gắng. Con tập múa được thế con thấy rất là vui, tại vì con có thể tập múa với mấy bạn, có thể đi diễn nhiều nơi. Để có thể thực hiện các động tác trong bài múa sa dầm đòi hỏi sức khỏe, khéo léo, linh hoạt. Mỗi thành viên vừa chơi một loại nhạc cụ vừa kết hợp với các động tác hình thể, làm thế nào để đúng nhịp, đúng điệu, phối hợp nhịp nhàng âm thanh của các nhạc cụ. Múa sa dầm còn đòi hỏi những tình tiết vui nhộn hài hước để pha trò làm xiếc. Các cô cậu học trò nhỏ luôn hết lòng hết sức tập luyện từng tiết mục. Nghe nhạc ngũ âm, xem múa trống, cảm nhận nét đẹp văn hóa Khmer, niềm đam mê âm nhạc vẫn được thắp lửa qua nhiều thế hệ. Đáng quý biết bao khi tình yêu nghệ thuật truyền thống vẫn được vun đắp, nuôi dưỡng trong lòng người trẻ hôm nay một cách tự nhiên. Kính thưa quý khán giả, Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đồng bào Khmer lần 6 sẽ diễn ra vào ngày 11-12 tháng 4 tại huyện Vũng Liêm. Đây là cơ hội để đồng bào dân tộc Khmer giao lưu, gặp gỡ, lưu giữ giá trị văn hóa Khmer. Chương trình xin chúc cho lễ hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc cho đồng bào Khmer đón Tết Chon Sa Nam Thơ Mây năm 2015 nhiều may mắn và hạnh phúc. Đến đây, tạp chí văn hóa văn nghệ kỳ này xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.